Tây Ninh TV Audio kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Tây Ninh thông báo tiếp tục tạm dừng tất cả hoạt động mua bán vé số đến khi có thông báo hoạt động kinh doanh sổ số trở lại theo tình hình và sự thống nhất chung trong khu vực sổ số miền Nam. Công ty không phát hành và tổ chức quay số mở thưởng vé số truyền thống, vé số tự chọn Tây Ninh đến khi thông báo hoạt động kinh doanh sổ số trở lại theo tình hình và sự thống nhất chung trong khu vực sổ số miền Nam. Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh tạm ngưng phát sóng chương trình phát thanh và truyền hình trực tiếp kết quả sổ số, số. Vé số truyền thống và vé số tự chọn trúng thưởng còn thời hạn lĩnh thưởng tính từ thời điểm ngày 9 tháng 7 năm 2021 sẽ được gia hạn thời gian lĩnh thưởng đến khi có thông báo hoạt động kinh doanh sổ số, số trở lại theo tình hình và sự thống nhất chung trong khu vực sổ số, số miền Nam. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe thông tin. Thông tin sẽ cập nhật nhanh nhất tại địa chỉ www.ttv11.com.vn. Quý vị hãy đăng ký kênh Tây Ninh TV Audio để tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất. Thân mến chào tạm biệt.